Các bạn ơi, đây là các sản phẩm phô mai ha. Thì người Tây thì họ ăn phô mai rất là nhiều, và người Việt Nam mình thì cũng dần dần ăn phô mai nhiều hơn. Và ở Mỹ thì chắc chắn là các bạn cũng có ăn phô mai ở một cái mức độ nào đó. Thì có những cái người mà người ta ăn hoặc là người ta chế biến thức ăn theo cái chế độ ăn là ăn vegan. Vegan có nghĩa là ăn những cái thực phẩm không đến từ động vật các bạn ha. Là bất kể, kể cả không giết con vật và cũng không ăn những cái động vật, không ăn những cái sản phẩm đến từ động vật, thì đó là gọi là vegan. Thì mình muốn chia sẻ đến các bạn một chút cái thông tin mà rất lâu rồi vô tình mình mới biết được, chứ không phải là ai cũng nói cho các bạn biết. Thì đó là những cái sản phẩm phô mai này thuở ban đầu á, là nó không là vegan chút nào hết các bạn ha. Nó không hề là vegan chút nào hết. Nó không phải là sản phẩm ăn chay, cho dù nó là sản phẩm đến từ sữa. Thì lý do nó là như vậy. Cái thuở sơ khai đó là người ta sẽ làm phô mai, người ta sẽ dùng cái enzyme á, một cái chất mà để lên men phô mai á, thì người ta sẽ lấy từ ở trong cái ruột của một cái con bê con, cái con bê non á, cừu non á, thì nó sẽ có một cái chất để làm lên men cái phô mai. Thì các bạn cũng có thể hiểu đó là cái việc đó nó sẽ liên quan đến việc giết cái con đó để lấy cái chất lên men. Thì ngày nay á, thì người ta đã vì cái nhu cầu mà người mà ăn cái chế độ ăn ăn chay, ăn vegan nó tăng lên, nên là ngày nay người ta đã có thể chế tạo ra những cái loại phô mai, những cái loại enzyme mà nó không có liên quan đến cái việc giết cừu non nữa. Nên là nếu mà các bạn mà muốn ăn phô mai mà các bạn muốn chắc chắn là mình mua được cái loại mà vegan, cái loại chay đó. Chay có nghĩa là sữa thì vẫn là sữa bình thường, sữa bò, sữa dê, sữa cừu, nhưng mà cái loại mà enzyme để mà làm cho nó trở thành phô mai đó thì nó sẽ không đến từ cái con động vật. Cái loại enzyme đó người ta đã cho vào phòng thí nghiệm rồi đó các bạn. Người ta đã tạo ra được cái loại enzyme mà nó nguyên thủy, nó sẽ từ cái con động vật đó. Người ta đã trích từ cái con động vật đó, nhưng mà người ta đã giống như là người ta nhân cấy lên để mà người ta có thể có được cái enzyme giống như vậy, nhưng mà người ta không cần giết thêm những cái con động vật đó. Thì đó nó gọi là cái microgranet đó. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn đọc vào cái chữ microgranet. Thì nếu mà cái người mà ăn chay mà hà khắc đó, những cái người mà họ không muốn giết một cái con nào hết, thì microgranet vẫn là không phải là ăn chay các bạn ha. Bởi vì nguyên thủy nó vẫn là giết một con cừu non để lấy cái chất đó, nhưng mà người ta đã đem nó, người ta nhân lên, đem cái chất đó, cái chất rennet đó, người ta nhân lên trong phòng thí nghiệm để người ta tạo ra được thêm nhiều cái enzyme đó mà không cần phải giết thêm con nào. Thì nếu mà các bạn muốn biết chắc chắn, các bạn muốn biết chắc chắn là cái loại phô mai mà các bạn ăn á là cái loại mà chay, thực sự là chay, thì các bạn phải tìm đọc cái chữ là vegetarian rennet các bạn ha. Vegetarian rennet thì nó sẽ không đến từ động vật. Còn nếu mà các bạn cảm thấy là mình có thể sử dụng cái loại mà cái loại mà enzyme từ phòng thí nghiệm á,
cái con vật nó đã bị giết từ lâu rồi và nó người ta chỉ nhân dân giống lên thôi, nhân giống cái enzyme lên thôi, chứ người ta không có giết thêm con nào nữa. Các bạn cảm thấy chấp nhận được cái việc đó thì các bạn có thể mua cái loại phô mai mà trong cái thành phần á nó ghi là micro rennet. Nó thì tùy vào cái chế độ ăn của các bạn như thế nào. Nếu mà các bạn muốn chắc chắn là hoàn toàn chay thì các bạn phải tìm chữ vegetarian rennet các bạn ha. Rồi, bao nhiêu đó đủ rồi. Mình sẽ hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo ha. Mình mời các bạn đăng ký kênh, chia sẻ cho người khác cùng xem. Chào các bạn ha.